Cô gái dung nhan khuynh quốc khuynh thành thường xuyên bị các cung nữ đánh chửi, cuối cùng còn trở thành phi tần của cha chồng. Tên cô gái là Nại Tuyết, bởi vì mẹ là một ca kỹ hèn hạ, cô gái bị bỏ rơi khi mới sinh. Vừa hay gặp được một lão tướng sĩ tốt bụng, nhìn đứa bé khóc lóc này khiến lão tướng sĩ nhớ tới người nhà đã qua đời. Cứ như vậy, cô gái tội nghiệp được nhận nuôi. Từng ngày trôi qua, lão tướng truyền lại toàn bộ võ nghệ của mình cho Nại Tuyết, còn để cô che giấu giới tính thật, gia nhập đội quân. Nhưng vì có đôi mắt xanh nên thường bị lầm là gián điệp ngoài thành. Dần dần, cô gái có ý nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã gặp phải tù binh địch. Trong 10 năm qua, đế chế Bắc nắm giữ bá chủ lục địa, quân đội đến đâu cũng thắng. Đại vương tử thấy Nại Tuyết tuyệt mỹ như vậy, dự định sau khi hồi cung sẽ để cô làm thiếp, nhưng không ngờ trên đường lại bị ám sát. Hôm nay cuối cùng trở lại nước Bắc, phu xe ra hiệu cho Nại Tuyết xuống xe. Nại Tuyết run rẩy xuống xe, một nam nhân đi tới, chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm nói mở quan tài ra. Nam nhân nhìn thi thể lạnh lẽo của con trai, trên mặt không hề gợn sóng. Lúc này, tướng quân bên cạnh quỳ xuống khóc lóc, tội thần đáng chết, thần không chăm sóc tốt cho hoàng tử. Vừa dứt lời liền hung hăng tự tử tại chỗ. Nại Tuyết thấy vậy cả người mơ hồ, nhưng không đợi cô phản ứng lại, nam nhân liền quay đầu nhìn về phía Nại Tuyết. Chỉ thấy hắn lạnh lùng hỏi tướng lĩnh bên cạnh, người này là ai? Tướng quân quỳ bẩm báo, đây là nữ nhân đại hoàng tử đưa về trước khi chết. Nghe vậy nam nhân nắm lấy khuôn mặt cô gái, mỉa mai nói hóa ra là thiếp, ngươi là con dâu ta sao? Hành động này khiến Nại Tuyết sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nam nhân thấy vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng lau giúp cô, sau đó lại tiếp tục hỏi có triệu chứng mang thai không. Điều này khiến cô gái vẻ mặt bối rối. Sau đó nam nhân ra lệnh bảo các cung nữ đưa cô vào hậu cung dàn xếp ổn thỏa. Cứ như vậy cô gái bị đẩy lên kiệu. Ngồi lên kiệu, cô gái thấp thỏm bất an, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, còn có đôi mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu người. Nghĩ đi nghĩ lại, Nại Tuyết không ngừng run rẩy. Sau khi bước vào tẩm điện, cô gái không kìm được hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Cô nhìn về phía bệ cửa sổ, dường như có gì đó đang lấp lánh. Sau khi đến gần để xem, Nại Tuyết cả người đều kinh hãi, chỉ thấy bên trên đều là vàng bạc châu báu. Nhưng giây tiếp theo, Nại Tuyết bình tĩnh lại, cô nghĩ những thứ này có lẽ đều là hắn cố ý để lại để thử mình. Cô rưng rưng nhìn về phía bầu trời đêm sáng tỏ. Lúc này cô nhớ tới cha nuôi ở phương xa, bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra, chỉ thấy đám thái giám khiêng một cái thùng gỗ lớn đi vào. Sau đó, các cung nữ đổ nước nóng và cánh hoa vào bên trong. Quân vương này chỉ trong một đêm đã mất hết phi tần, hung thủ bỗng nhiên là đám thần tử ngồi ở trước mặt hắn. Cô gái này dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng số phận dường như luôn thích đùa giỡn với cô. Ngay từ khi sinh ra, cô đã bị bỏ rơi, lớn lên lại bị kẻ dịch bắt giữ, khó khăn lắm mới được hoàng tử chú ý. Không ngờ hoàng tử trên đường đi lại mất mạng. Sau khi vào cung, các cung nữ lại thường xuyên trộn cát vào cơm của cô, cuối cùng còn trở thành phi tần của cha chồng. Hôm nay là đêm đầu tiên Nại Tuyết đến hoàng cung. Khi cung nữ đổ nước chuẩn bị xong xuôi liền đi tới thô lỗ kéo áo của cô, bởi vì mới đến, cô gái tỏ ra hơi bối rối, liên tục tỏ vẻ tự mình làm được. Nhưng đám cung nữ này không có ý định buông tha cô, chỉ thấy một cung nữ dẫn đầu bước tới cho cô gái một cước. Sau đó, nhân lúc cô ngã xuống đất còn chưa kịp phản ứng, cung nữ lại nắm tóc cô gái lên, thuận thế kéo cô lên, ấn đầu xuống nước, trong miệng còn chửi mắng những câu bẩn thỉu. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô gái, các cung nữ và thái giám ở đây đều vui vẻ cười ha ha. Nại Tuyết nhìn thoáng qua bộ mặt xấu xí của bọn họ, lặng lẽ nhặt áo khoác lên từ mặt đất. Lúc này một cung nữ còn chưa tận hứng, lại vươn ma chảo về phía Nại Tuyết. Nhưng một màn đảo ngược kịch tính đã xuất hiện, chỉ thấy Nại Tuyết bắt lấy tay cung nữ lôi cô ta từ sau ra trước rồi ngã xuống. Mấy cung nữ bên cạnh xông lên chuẩn bị giúp đỡ cũng lần lượt bị xử lý. Cô gái thay đổi sự yếu đuối trước đó, cô gương mặt nghiêm nghị cảnh cáo đám nô tài bắt nạt kẻ yếu, sau này bất động chân tay với mình. Sáng sớm hôm sau, tuyệt mỹ nam tử mới 40 tuổi đã có con dâu đang thảo luận với đại thần về người thừa kế. Khi hắn còn trẻ, đám quan trung thành này trong một đêm đã giết tất cả phi tần trong tẩm cung hắn, còn ép hắn cưới cô gái trước mắt này và phong con của cô ta làm người thừa kế. Tuy nhiên, người thừa kế là đại hoàng tử vừa mới bị giết, vì vậy, bọn họ đều dồn hết tập trung lên Nại Tuyết. Dù sao cô cũng là nữ nhân mà đại hoàng tử tiếp xúc cuối cùng. Nếu cô gái có thai, vậy thì đứa bé trong bụng sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo. Thảo luận đến đây, nam nhân đột nhiên lâm vào trầm tư, từng chỉ có máu tươi cùng tiếng vũ khí va chạm mới có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy con dâu, hắn vẫn luôn nhớ tới đôi mắt xanh giống như sương giá mùa đông đó, khiến người ta đóng băng. Lúc này trong tẩm cung, cung nữ mang bữa tối tới cho Nại Tuyết, mặc dù chỉ có bát cơm trắng, bên trong còn dính đầy cát. Nhưng các cung nữ không biết là, đối với người lớn lên trong chiến tranh như cô mà nói, đây là thức ăn ngon rồi. Buổi tối cô gái bị thời tiết nóng bức quấy nhiễu bắt đầu ảo giác, nếu bây giờ có hồ nước lạnh thì thật thoải mái. Đang nghĩ, cô gái bỗng nhiên phát hiện bên ngoài rèm có một nam nhân đang ngồi. Chỉ thấy nam nhân thản nhiên chào hỏi cô. Thấy vậy cô gái vội vàng trốn vào sâu trong rèm. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô gái, hắn nhìn cô như thưởng thức con mồi. Cuối cùng dứt khoát một tay xé rèm trước mắt đi. Chỉ thấy nam nhân không chút do dự cắn ngón tay, dùng máu tươi ấn xuống trán cô tạo thành cánh hoa. Đây là tập tục của đế quốc Bắc. Trong đêm tân hôn, tân lang sẽ vẽ một cánh hoa lên trán tân nương. Cô gái không biết đưa tay ra định lau, nhưng nam nhân bá đạo trước mắt lại không cho phép. Hắn mỉa mai, thần là phụ thân, nghĩa vụ chưa hoàn thành của con trai ta sẽ làm giúp nó.
cô thật sự mang thai với con trai ta sao? Khi cô gái muốn giải thích, nam nhân lại không cho cô cơ hội. Còn dấu ngoan của tôi, mong muốn lớn nhất của cô là gì? Câu nói này đã chạm đến trái tim cô gái. Thật ra nguyện vọng của cô rất đơn giản. Cô chỉ muốn không bị đói, không cần mặc quần áo của người chết, có chiếc giường của riêng mình. Từng có một người nói sẽ giúp cô leo lên vị trí cao nhất, nhưng đó không phải thứ cô muốn. Cô chỉ muốn sống cuộc sống an nhiên. Sáng sớm bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót. Trong mông lung, cô cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve trán mình. Nhưng giây tiếp theo, khi cô mở mắt lại phát hiện cha chồng vẫn chưa chịu rời đi, cô tìm mọi cách để đuổi hắn đi. Cô vẻ mặt khiếp sợ mà nói, nếu bị người khác nhìn thấy ngày ở đây, không đợi cô gái nói hết, nam nhân lại càng trêu tức cắt ngang, cha chồng chăm sóc con dâu bị ốm có gì sai. Nói xong, nam nhân dường như nhận ra cô đang nói, lập tức lệnh cho người đi chuẩn bị bữa ăn ngày hôm nay. Cô gái trời sinh khứu giác nhạy cảm, lập tức phát hiện đám cung nữ này không giống trước. Bỗng nhiên một đôi tay cắt đứt suy nghĩ của cô. Nam nhân nghiêm túc nói với cô gái, nhiệm vụ của nàng là sinh con cho ta. Nhìn nam nhân khác thường trước mắt, cô gái chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này. Đột nhiên cô nghĩ, có lẽ sau khi nói hết sự thật, nam nhân sẽ thả mình ra. Chỉ thấy cô quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên nói với nam nhân, thực ra mình không phải thiếp của con trai hắn. Mặc dù đại hoàng tử từng nói ra yêu cầu tương tự, hắn nói sẽ tặng tôi cho phụ thân, nhưng trước đó tôi phải mang thai đứa con của hắn. Sau khi vào cung sẽ đưa tôi lên vị trí quyền lực, nhưng tôi không cần những thứ đó. Tôi còn chưa kịp từ chối, đột nhiên xuất hiện một nhóm người bịt mặt, nhưng mục tiêu của họ hình như chỉ là đại hoàng tử và vài người của hắn. Sau khi giết người, họ lục lọi xác chết, rõ ràng không phải để trộm tiền. Cuối cùng chỉ có tôi và một tướng sống sót. Tôi đã cố trốn thoát, nhưng tướng lĩnh kia lại nói, nếu tôi bỏ chạy lúc này, các người sẽ coi ta đồng lõa giết hoàng tử và truy bắt ta. Vậy nên chúng tôi đã bịa ra lời nói dối, trở về cung với tư cách là thiếp của hoàng tử, vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ tức giận. Chỉ thấy nam nhân lạnh lùng phun ra ba chữ, ta biết rồi. Cô gái không thể tin được ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, hắn có vẻ hoàn toàn không giống như một người mất con trai. Cô gái phục hồi tinh thần lại cả gan đề nghị, mình chỉ là một thường dân, không thuộc về nơi này. Nghe vậy nam nhân áp chế lửa giận, hắn không chút do dự nói với cô, dù con trai ta có chọn nàng hay không, nhưng trong bụng nàng rất có thể đã mang thai của ta, từ giây phút nàng bước vào đã không thể rời đi. Trừ khi chết, cảm nhận được cô gái đang run rẩy, nam nhân nói đùa bây giờ đã quá muộn để sợ hãi. Khi nàng quyết định lừa gạt ta, nàng nên chuẩn bị rồi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của cung nữ. Dưới sự đồng ý của nam nhân, chỉ thấy cung nữ bưng tới quần áo và hộp gỗ. Cô lịch sự mời cô gái đến bàn trang điểm bên cạnh. Lúc này, nam nhân thay quần áo sau rèm vẫn không quên dặn dò. Da nàng ấy rất đẹp, chỉ cần tô son là được. Chốc lát sau nam nhân đã đứng phía sau cô gái. Hắn phớt lờ sự phản kháng của cô, một lần nữa đánh dấu chủ quyền cánh hoa trên trán cô. Năm dấu cánh hoa tượng trưng cho đã kết hôn, cũng có nghĩa là cô sẽ được một nam nhân bảo vệ. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon nhưng không có khẩu vị. Sau khi nam nhân đi, lão cung nữ liền bưng tới một lọ thuốc. Bà nói với cô loại thuốc này có thể giúp cô dễ tiêu, nhưng cô gái bây giờ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Cô cố gắng tìm hiểu thêm về nam nhân từ lão cung nữ này. Cô khiêm tốn thỉnh giáo lão cung nữ, nam nhân rốt cuộc là người như thế nào? Lão cung nữ thành khẩn nói với cô, chủ nhân là một người công bằng. Bỗng nhiên cô gái như nhớ ra điều gì đó hỏi lão cung nữ, người hầu lúc trước đâu cả rồi? Chỉ thấy sắc mặt lão cung nữ trầm xuống, cô ta bị chém rồi. Vì không chăm sóc tốt cho người, nhưng lão cung nữ không nói cho cô biết thi thể cô ta cũng bị vứt cho lợn ăn. Năm đó gió tuyết thổi rất mạnh, một đội quân từ đi vào làng, thiếu niên trong nhà đang bất đồng ý kiến với cha mình. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh, thấy vậy lão nhân vội bảo thiếu niên ra ngoài. Lão nhân ở trong lòng nam nhân chiếm vị trí quan trọng, không chỉ là ân sư, còn giúp hắn thu thập rất nhiều thông tin. Hắn bí mật đến đây để thăm ông lão lần cuối. Lão nhân đang hấp hối, ông không yên tâm nhất là đứa bé này. Ông nói ra giới tính thật của đứa bé, muốn giao bé gái cho nam nhân trước mắt này, nhưng lại bị nam nhân từ chối. Mặc dù hắn nắm quyền toàn bộ đế chế Bắc, nhưng cũng có lúc tự lừa dối mình. Dường như chỉ cần hắn không đồng ý chuyện ân sư nhờ vả, ông sẽ không rời đi. Bỗng nhiên một vị tướng đến báo có địch đánh lén. Lão nhân vội bảo nam nhân rời đi, nhưng nhìn ân sư trước mắt, hắn biết đây có thể là lần cuối họ gặp nhau. Chỉ thấy nam nhân chậm rãi kéo khăn che mặt, nói lời tạm biệt cuối cùng với ân sư theo cách của mình. Tướng lĩnh ngoài cửa lại thúc giục, nam nhân chỉ có thể đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn đồng ý với lão nhân, khi ông qua đời, hắn sẽ cử người đón bé gái. Nói xong, nam nhân kéo khăn che mặt, nhỏ giọng cáo biệt, rất vui được quen ngài. Lão nhân nhìn bóng lưng nam nhân lẩm bẩm nói, gặp được ngài là vinh hạnh của ta. Lần cuối cùng, sau khi rời đi, nam nhân mãi không hoàn hồn, bởi vì hắn biết có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại bằng hữu này nữa. Bỗng nhiên, tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của nam nhân, thì ra là cô gái bị phục kích cách đó không xa. Trong lúc nguy cấp, chàng trai không chút do dự cứu mạng cô gái. Nhìn cô gái có đôi mắt thần bí trước mắt, trong lòng nam nhân này sinh một loại tình cảm khó nói.
Hắn hy vọng cô gái sẽ sống đến lúc đó, hắn sẽ tìm thấy cô lần nữa. Nghe nam nhân trần thuật, cô gái cảm thấy những điều này không thể tin nổi. Hoặc có lẽ, nam nhân căn bản chưa từng tồn tại trong ký ức của cô. Nhà đầu ở đâu tới, một chút lễ nghi cũng không hiểu. Chỉ thấy thê tử của nam nhân vừa mắng vừa đi thẳng về phía cô gái. Nam nhân theo bản năng chắn trước người cô. Nhưng thê tử hắn đến đây cũng không có ý tốt. Bà ta tức giận nói cô gái là kẻ đen đủi, hại chết con trai mình. Vừa nói, bà ta khóc lóc quỳ gối trước mặt nam nhân, thỉnh cầu nam nhân ra lệnh treo cổ cô gái. Thấy nam nhân thờ ơ, nữ nhân cũng không giữ ý nữa, chỉ thấy bà ta như phát điên đánh chửi hạ nhân. Nhưng càng là như vậy, nam nhân càng ghét. Cuối cùng, nam nhân nhìn không nổi nói với cô gái bên cạnh, bên ngoài trời nóng, vào trong tẩm điện nghỉ ngơi đi. Nói xong ôm cô gái đi về phía tẩm điện. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, người phụ nữ lộ ra vẻ mặt ác độc. Bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua nam nhân này vì để có được con dâu mà giết chết con trai, còn tự rót rượu độc vào miệng thê tử. Nhưng chân tướng lại đơn giản như vậy sao? Sau khi con trai bị ám sát, nữ nhân ngày đêm chỉ muốn giết chết con dâu, vì cô là thủ phạm của mọi bi kịch. Biết được hoàng thượng phái con trai đón cô gái vào cung, bà ta sợ cô sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình và con trai, do đó dặn dò con trai trước khi khởi hành, không được để cô ta vào cung. Nhưng không ngờ là đứa con này lại tham lam, hắn không chỉ thèm muốn địa vị của phụ thân, còn tham lam nữ nhân của cha. Tuy nhiên chuyện này nam nhân đã sớm nhận ra, phái hắn đi chỉ để thăm dò, chỉ cần có dã tâm thì lập tức giết. Nhưng nữ nhân toan tính này không biết rằng mình chỉ là con cờ của chồng, tất cả chỉ là một cái bẫy. Giây phút nữ nhân nhìn trượng phu bước vào tẩm cung của mình, cả người đều mơ hồ. Bởi vì 20 năm qua, trượng phu chưa từng chủ động bước vào tẩm cung của mình. Nữ nhân chột dạ thăm dò ý đồ đến đây của hoàng thượng, còn hắn thì trêu chọc, chỉ là trượng phu đến thăm thê tử mình thôi. Nhưng rõ ràng lần này nam nhân có chuẩn bị mà đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai thị nữ bên cạnh nam nhân một tay khống chế nữ nhân và lấy lọ rượu độc đã chuẩn bị trước đưa cho hoàng thượng. Thị nữ trong cung hoàng hậu thấy vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất cả đều do chủ nhân ép buộc. Nhìn đám cầu nô tài gió chiều nào xoay chiều đó, nữ nhân mặc kệ tha mạng, đứng dậy dạy dỗ họ. Còn chưa kịp chửi mắng vài câu, nam nhân ở phía sau ngắt đoạn cô. Hắn biểu thị chỉ cần nữ nhân uống hết nước trong lọ để chứng minh trong sạch. Nghe vậy nữ nhân hoảng hốt, cô ta ra sức dãy giụa, hét lớn dựa vào đâu. Hôn nhân không có tình yêu cuối cùng cũng chỉ là bi kịch. Khi nữ nhân chút hơi thở cuối cùng, miệng không ngừng gọi chồng, nam nhân đáp lại cô vẫn là ánh mắt lạnh lùng kia. Nữ nhân dường như chỉ là vật hy sinh trong trò chơi quyền lực của nam nhân. Giải quyết xong chuyện, nam nhân đi dạo trong vườn thảo luận quốc sự. Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Hóa ra là cô gái, chỉ thấy cô lặng lẽ đi bên tường. Nam nhân gọi cô lại, cô gái giật mình bởi nam nhân xuất hiện bất ngờ. Cô ấp úng nói chỉ là tùy tiện đi dạo. Nhưng nam nhân thông minh vừa nhìn đã biết không đúng. Chỉ thấy nam nhân bước nhanh tới bên cạnh cô gái, hắn ôm cô gái, rõ ràng hắn sắp cưới cô làm vợ. Nhưng cô gái chưa sẵn sàng khi nghe tin này, chân tay luống cuống, bởi vì cô luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, càng không muốn vì thân phận ti tiện của mình mang đến tin đồn không đáng cho hắn. Nhưng điều cô không biết là, lúc này trong lòng nam nhân chỉ quan tâm đến mình cô, nam nhân trong mắt chỉ có cô đau khổ nói. Cô gái trước mắt khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu, điều duy nhất cô cần làm bây giờ là tin tưởng hắn. Nhưng khi cô gái khóc và ngã vào vòng tay nam nhân, khóe miệng nam nhân bất giác hơi nhếch lên. Cô gái lặng lẽ tận hưởng sự yên tĩnh mà ánh trăng mang lại, đột nhiên bị một đôi tay lớn kéo xuống đáy hồ, mà người kéo cô xuống chính là bố chồng. Nam nhân vì để có được con dâu không tiếc hạ thủ với con trai, tự tay rót rượu độc vào miệng vợ. Nam nhân thật sự tàn bạo như vậy sao? Cô gái là người ân sư đã ủy thác lại cho hắn. Hắn thăm dò phái con trai đi đón cô gái về nhà, nhưng đứa con bất hiếu này lại khiến hắn thất vọng. Còn thê tử trước mắt chỉ là quân cờ của đám quyền thần cài vào, nhưng quân cờ này rất độc ác. Vì vậy, nam nhân quyết định loại bỏ nó. Nam nhân giải quyết mọi chuyện, tưởng rằng cô gái có thể yên tâm kết hôn với mình. Nhưng cô gái thật sự sẽ yêu người lớn hơn mình 20 tuổi này sao? Trong lòng cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi xa lạ này. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Nam nhân đưa cô gái cùng nhau cảm nhận khói lửa nhân gian. Nhìn cô gái chưa trải sự đời, nam nhân cũng không nhịn được cười. Hắn cưng chiều kéo cô xuống xe để cô cảm nhận không khí náo nhiệt của dân gian. Thỉnh thoảng còn trêu chọc cô nghịch ngợm, còn hắn cười. Hai người giống như đôi tình nhân mới yêu. Bỗng nhiên, cô gái dừng lại trước lồng chim, bởi vì con chim này có cùng máu mắt với cô. Ngay khi cô nhìn đến nhập thần, cách đó không xa có một con bò được bị lửa của trẻ con làm cho sợ hãi. Chỉ thấy nó điên cuồng chạy khắp nơi. Đúng lúc hỗn loạn này, nam nhân phát hiện cô gái lại chạy hướng ngược với mình. Nam nhân muốn đuổi theo, nhưng đám đông đang chạy trốn lại kéo khoảng cách họ xa hơn. Nam nhân rút phụ kiện quyết định hàng phục bò điên. Khi đám đông tan rã, cô gái phát hiện không thấy bóng dáng nam nhân. Đột nhiên một ý nghĩ chạy trốn lóe lên trong đầu cô. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để bắt đầu cuộc sống mới. Khi nam nhân giải quyết xong mọi chuyện, hắn biết cô gái đã bỏ trốn. Hắn thầm thề nhất định sẽ tìm cô trở về. Đang lúc nam nhân trống rỗng đứng trên đường lẩm bẩm với không khí, nàng thật sự bỏ trốn sao? Thê tử của ta. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt chạy trở về, cảm giác mất mát tìm lại khiến nam nhân cảm thấy như đã qua mấy đời. Hắn không để ý vết thương trên tay, một tay hung hăng ôm cô gái vào trong lòng, mà cô gái lúc này dường như cũng phát hiện ra mình đã không thể rời khỏi nam nhân bá đạo này. Cứ như vậy, con đường nghịch chuyển của cô nhi chính thức bắt đầu. Lão cung nữ trung thành cũng mừng cho chủ tử gặp được chân ái. Chỉ thấy bà vui vẻ bận trong bận ngoài sắp xếp mọi thứ. Cuối cùng nam nhân đã gặp được thê tử mình mong mỏi. Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống, mang đôi giày đỏ cho cô gái, dường như đang hứa hẹn với cô gái. Bất kể thân phận cao thấp, hắn sẽ yêu thương cô suốt đời. Sau khi mang giày, nam nhân ôm thê tử yêu quý của mình đánh dấu chủ quyền cho mọi người. Hôn nhân lần này không đến lượt quyền thần sắp xếp. Mỗi người trên thế gian này, bất luận nam nữ, bất luận tuổi tác, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu đích thực của mình.